sáu ba phẩm xảo tiện hành. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn như Lai thường nói, Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát, những gì gọi là hạnh Bồ Tát. Phật dạy, này thiện hiện hạnh Bồ Tát có nghĩa là vì quả vị giác ngộ cao tột mà tu hành, đó gọi là hạnh Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện lại Bạch Phật, Bạch Thế Tôn đại Bồ Tát nên ở chỗ nào mà hành hạnh Bồ Tát? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của sắc mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của thọ tưởng hành thức mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của nhãn xứ mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của nhĩ tĩ thể thân ý xứ mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của sắc xứ mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của thanh hương vị xúc pháp xứ mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của nhãn giới mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của nhĩ tĩ thể thân ý giới mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của sắc giới mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của thanh hương vị xúc pháp giới mà hành hạnh Bồ Tát đại bồ tát nên ở chỗ không của nhãn thức giới mà hành hạnh bồ tát nên ở chỗ không của nhĩ tý thể thân ý thức giới mà hành hạnh bồ tát đại bồ tát nên ở chỗ không của nhãn xúc mà hành hạnh bồ tát nên ở chỗ không của nhĩ tý thể thân ý xúc mà hành hạnh bồ tát Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, mà hành hạnh Bồ Tát nên ở chỗ không của các thọ do nhĩ tí thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của địa giới mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của thủy hỏa phong không thức giới mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của vô minh mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của Pháp nội mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của Pháp ngoại mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của Bố Thí Ba La Mật Đa mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa mà hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên ở chỗ không của pháp không nội mà hành hạnh Bồ Tát, nên ở chỗ không của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà hành hạnh Bồ Tát đại bồ tát nên ở chỗ không của sơ thiền mà hành hạnh bồ tát nên ở chỗ không của đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền mà hành hạnh bồ tát